Ok, chị cảm thấy rất là hài lòng. Biết mà những cái này chị làm cách đây khá lâu rồi. Hello, so, xin chào tất cả mọi người. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với buổi live stream trực tiếp về bệnh viện thẩm mỹ Gân Hô. Và Đình Dược sẽ giới thiệu cho mọi người một cái ca giảm mỡ công nghệ cao lipo cho sao nhé. Và bây giờ chúng ta cùng xem qua cái tình trạng bụng hiện tại của vị khách hàng nhé. Chị ơi, chị nhìn qua bên này nè, chị nhìn qua phía bên phải nè. Bên này chị nhìn này nè. Đó, chị nhìn, chị thấy cái dáng bụng này phải dáng bụng của mình không? Đúng rồi em. Có cái dấu hiệu nào để nhìn ra bụng mình không? Có nút ruồi hả? Đúng rồi em. Có một cái nút ruồi. Cái tay có cái vòng đúng không? Cái vòng đặc trưng ha. Vòng đó vòng gì chị? Vòng cẩm thạch á. Vòng cẩm thạch rồi. Thế thì cái bụng to như vậy là chị còn nhớ là nó to từ khi nào không? Chị to cũng khá lâu rồi em. Tại chị sinh em bé, ba bé xong rồi nó cứ tích tụ mỡ. Như vậy là chị cũng phải mang vác nó cũng khá là lâu rồi ha. Đúng rồi. Như vậy thì bây giờ chị nhìn con của mình nè. Dạ. Bác sĩ sẽ lấy cái mỡ hóa lỏng ra cho chị nhé. Dạ. Không có đau gì cả nên chị đừng có sợ nhé. Dạ. Rồi mỡ trong người mình ghê vậy. Trong quá trình bác sĩ lấy mỡ chị có bị đau hay là như thế nào? Không đau ạ. Cái mỡ nó đang. Dạ. Đặt rồi nó rộng nó dần dần. Bây giờ bác sĩ chỉ đang ém nhẹ để mà đưa cái lượng mỡ ra thôi nha chị nhé. Tại vì bây giờ nó đã lỏng hết rồi. Dạ. Cả nhà thấy như thế nào? Cảm xúc của chị khi mà bây giờ chị thấy được cái lượng mỡ của mình đưa ra như vậy, chị cảm thấy như thế nào? Trời, chị cảm thấy rất là vui. Cảm ơn bác sĩ rất là nhiều. Có đau gì cũng đau không? Dạ, không đau ạ. Tại vì mỡ là một thứ mà nó rất là lì lợm ha. Mình dùng rất là nhiều cách, rất là khó để mà đưa nó ra, thậm chí là đưa không được. Nhưng mà khi mà đến với bệnh viện thẩm mỹ Gân Hô thì chỉ hơn một giờ đồng hồ thôi, các bác sĩ đã có thể đưa ra cho chị. Trời ơi, kinh khủng quá. Đây cả nhà nhìn đây, cái lượng mỡ nó vàng hoe luôn. Rồi cái công nghệ lipo ra sao đây? Dạ. Thì một lần mình chỉ lên lấy khoảng từ 2 đến dưới tối đa là 4 lít thôi. Dạ. Nếu mình quá mập hoặc là nhiều, mình nên lấy nhiều lần. Dạ. Mà mình lấy nhiều mỡ ra quá nó cũng ảnh hưởng đến sức khỏe của mình. Dạ. Dạ. Thì đó, của chị thì hôm nay là bác sĩ lấy kịp cũng được. Dạ. Thì nó lấy ra được khoảng 2 lít rưỡi mỡ ha. Dạ. Đây cả nhà. Chị ơi, sau khi mà bác sĩ lấy mỡ cho mình đó, dạ, thì chị có thấy cái bụng của mình nó nhẹ bớt không? Chị thấy nhẹ nhàng. Có bị đau hay là khó chịu không chị? Không em, rất là thoải mái luôn. Tí nữa các bác sĩ sẽ cho chị sờ cái bụng để mình cảm nhận được cái sự mà cái mỡ nó xuống đó. Dạ. Thì cái công nghệ lipo ultrasound khác biệt là mình có lấy mỡ ra khỏi cơ thể. Dạ. Còn mỡ ở trong cơ thể mình không lấy ra thì nó đi đâu? Không thể đi đâu được nha. Dạ. Mỡ thì không thể nào bài tiết qua mồ hôi. Dạ. Cũng không thể nào mà đi qua đường tiêu hóa được. Dạ. Đó là người ta nói không có đúng. Dạ, dạ. Mỡ chỉ có thứ nhất là mình tập luyện để cho nó đốt cháy cho đi. Dạ. Mà nó đòi hỏi một quá trình lâu dài bền bỉ. Và cách thứ hai là sau khi hóa lỏng mình phải lấy ra. Dạ. Tuy nhiên là khi mình làm cái công nghệ lipo ultrasound này thì mỡ nó không có tái hồi lại, mình lấy ra rồi làm sao? Chỉ biết rằng để cái bụng mình có 2.5 lít mỡ này nó phải tích tụ cả đôi lúc khoảng 5 năm 10 năm. Thì khi mình đã lấy ra rồi thì không thể nào nó tích tụ lại được. Cho nên mình cứ ăn uống thoải mái. Tuy nhiên là mình ăn uống làm sao để cho hợp với sức khỏe của mình. Chứ cũng không cần ăn kiêng. Nhưng mà quan trọng nhất là mình phải tập thể dục thường xuyên. Ví dụ như mỗi ngày hoặc một tuần 2-3 buổi. Để mình duy trì thứ nhất là sức khỏe của mình, vóc dáng của mình cho nó đẹp. Và khi mình giảm mỡ lipo ultrasound rồi thì thật sự là mình không cần ăn kiêng. Mình chỉ cần ăn sao cho nó hợp với sức khỏe mình. Rồi sau đó ví dụ như 10 năm, 20 năm sau, lỡ mình có tái mỡ lại, ví dụ như trong quá trình ăn uống tích tụ thì mình lại tới gặp bác sĩ, lại hóa lỏng rồi lấy mỡ ra là bình thường nha. Rồi em cảm ơn bác sĩ nhiều. Anh nói chị em. Đây chị ơi, bây giờ chị tranh thủ chị nhìn là cái dáng bụng cũ của mình lần cuối đi. Tại vì dáng bụng này bây giờ nó đã không còn nữa rồi nha chị nha. Rồi, cảm ơn em rất nhiều. Và sau khi mà bác sĩ đã lấy mỡ cho mình xong á, thì bây giờ mình Dương mời cả nhà cùng xuống đây để mà xem cái dáng bụng hiện tại của chị khách hàng này nha. Đây cả nhà ơi,
thay đổi rất là nhiều nha cả nhà. Đây ở phía dưới này thì chị ấy có chia sẻ là chị ấy cũng đi làm nhiều phương pháp rồi đấy, cũng có thế tính chất rồi đấy, nhưng mà cái bụng này đã theo chị ấy một thời gian rất dài ha. Chị nhớ là khoảng bao lâu không? Chục năm rồi ấy, em. À, chục năm rồi. À, chị đã tốn bao nhiêu tiền cho cái việc giảm mỡ bụng rồi à? Chị cũng tốn khá nhiều tiền đó, chị cũng nhớ. À, tại sao mình không gặp bệnh viện Gân Thu sớm hơn ha, mình đỡ phải tốn cái đó rồi đúng không? À, đúng đó, bây giờ cả nhà có thể thấy là giảm bụng rất là đẹp nha cả nhà, thay đổi rất là nhiều. Đây nè cả nhà ơi, cả nhà có thể thấy thì cái bụng của vị khách hàng này trước đây á, nhìn nó khá khá giống với lại là bụng của mà dạng đàn ông mà uống bia đó, nó hơi bị phình ra đó cả nhà, mà nó phệ xuống dưới hơi nhiều nè. Đó, còn bây giờ cả nhà thấy là sau khi mà làm xong nè, phần da nó đã ôm sát gọi là phần cơ rồi, mình có thể thấy được cả xương sườn luôn nè, thấy không? Rồi bây giờ Đình Vui sẽ cho vị khách hàng của chúng ta sờ thử cái dáng bụng nhé. Đây nè, chị đưa tay xuống đây chị sờ thử coi, chị cảm thấy phần xương của mình không? Rồi. Rồi, ok. Chị có thể nhỏ nhẹ nhìn luôn. Chị rất là hài lòng, chị nó nhẹ nhõm đi cả chục kia. Mà cái vòng eo này nè, là chị nhớ nó hồi lại khoảng bao nhiêu năm về trước? Chắc phải mười mấy năm về trước. Chắc phải mười mấy năm rồi. Tại vì đây nè cả nhà. Vâng, thế thôi mẹ nha. Đây là cái bụng trước nè cả nhà. Cả nhà thấy không? Chị nhìn thử coi, chị nhìn bụng này quen không? Đây nè cả nhà, ở đây chúng tôi là người thật việc thật, có một cái nút ruồi đây nè cả nhà, đây nè nút ruồi nè, và đây, đây nút ruồi. Đó thì cái lúc mà bụng mình to á, thì cái nút ruồi nó bị cái bụng đẩy lên, nó có chiều hướng là nó chĩa lên nha cả nhà. Nhưng mà bây giờ bụng xẹp rồi thì cái nút ruồi nó lại nằm ở phía dưới này. Đó, rất là đẹp. Thế thì trong cái quá trình làm mình có bị đau gì không chị? Không, em cảm giác không, nó chỉ hơi một tí xíu thôi, mình bị đứt tay vậy thôi. À, hơi xíu thôi ha. Đó là do cái quá trình mà bước một là để mà hóa lỏng cái mỡ ra đó. Thì phải dùng sóng siêu âm để đánh thì nó hơi ê cái đoạn đó. Còn cả nhà có thể nhìn thấy là đây là cái vết tiểu phổ nè. Thì sau khi mà đã hóa lỏng mỡ thì bác sĩ sẽ đục một cái vết tiểu phổ nó nhỏ như vậy thôi nha. Cho nên là chúng ta cũng không lo ngại về cái vấn đề là sẹo, chỉ có thể xức thuốc sẹo này mà nó liền qua thời gian. Rất là tốt luôn, cải thiện rất là nhiều. Đây cả nhà nhìn lại trước và sau này cả nhà. Bụng chị này cũng to đấy, 80, 84, 93, cũng to đấy, cái phần bụng dưới này rất là nhiều luôn nè cả nhà. Cả nhà có thể nhìn thấy phần bụng dưới này nhiều lắm. Nè, bây giờ thì rất là êm rồi. Bây giờ chị sờ thử cái phần này, chị sờ được xương của mình luôn nè. Đúng không? Cái này nó đã thỏa được cái lòng mong ước của chị chưa? Ok, chị cảm thấy rất là hài lòng. Biết mà như thế này chị làm cách đây khá lâu rồi. Chứ trước đây là mình cũng biết dịch vụ rồi nhưng mà chưa dám làm. Đúng rồi, chị cũng tìm hiểu kỹ, cũng suy nghĩ kỹ rồi mới quyết định làm. Chị cứ sợ đau thôi nhưng mà thực ra nó không có đau. Rồi, quá là đẹp luôn. Rồi, đợt này về là lấy hết mấy cái đồ mà đợt trước bị giật ra mặt nha. Rồi, rất là cảm ơn chị đã tin tưởng và giao cho Bệnh viện Thẩm mỹ Gân Thu cái trọng trách là làm đẹp cho mình. Rồi. Chị cũng xin cảm ơn tất cả các bác sĩ Bệnh viện Gân Thu. Rồi. Nói chung là chị rất hài lòng. Dạ.